Xin chào quý khán thính giả, chúng tôi là Chu Quang Định. Đây là chương trình uh, truyền hình Công giáo nguồn sống, hỏi và đáp về đạo Chúa, được thực hiện uh, với sự bảo trợ đặc biệt của Việt Today Television. Dạ kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được giới thiệu uh, cha linh hướng của chương trình là Cha Giuse Nguyễn Văn Thư. Con xin kính chào cha và chào xin để... cha gửi lời xin chào. Xin kính chào à, mong quý vị luôn luôn được an mạnh À, vâng à, kính thưa quý khán thính giả kính thưa cha à, trong nhiều chương trình lần trước thì à, có nhiều câu hỏi về vấn đề cựu ước à, kinh thánh những luật của hội thánh à, trong à, cái chương trình hôm nay thì à, chúng con có nhận được một số câu hỏi mà có lẽ nó chuyển hướng, à, chứ, chuyển hướng mà nó đi vào trực tiếp về vấn đề là sống đạo ừ. tức là thực hành à, cái đạo và lời luật của giáo hội ừ. thì à, có một câu hỏi là về vấn đề uh, uh, rửa tội cho các trẻ em mới sinh đấy cha. thì cái câu hỏi đặt ra là uh, khi mà trong phép rửa tội thì là có vấn đề tuyên xưng tin về Chúa về luật giáo hội thì tại sao uh, không đợi cho đến các em khi mà lớn lên và trưởng thành có đủ trí khôn và có một cái, cái quyết định và học hỏi rồi lúc đó hãy uh, rửa tội uh, cho các em. Yeah cảm ơn anh à, có à, một số người cũng giống anh cũng đặt cái vấn đề đó yeah. thì xét về cái chuyện gọi là cái tính toán của loài người đó nhất là cái thời buổi văn minh tự do dân chủ đó yeah. thì cho như là đè đứa bé ra rửa tội lúc nó không biết gì đó yeah. thì hơi <laughs> hơi bất công Yeah. nhưng mà thật sự đấy là nói đi thôi nói lại thì nó cần lắm anh nhỉ yeah, trước khi tôi nói về cái chuyện đó tôi xin phép nói thế này nghĩa là phép rửa tội là là một cái nghi thức cho chúng ta được gia nhập đạo Chúa. Ừ. Thì ngày xưa đó trong cựu ước đó, thì Thiên Chúa dùng cái cái pháp cắt bì cho trẻ nam. Yeah. thì đó là cũng đại diện cho cả gia đình đó để gia nhập dân Chúa. Thế thì đến cái thời thì cái phép cắt bì đó rất là sớm phải không Tức là mới yeah, có yeah, yeah. thì đó một, tức một, là một, hai tuần sau để, khi sinh để, để 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 chứng tỏ cái người nam nó đại diện tức là con trai cái thời đó là quan trọng lắm. Yeah, Thế vâng. thì đến nỗi mà tại vì Chúa Giêsu đó khi lập phép rửa tội Nó cũng không có nói cái chi tiết là rồi những cái người ở ngoại đó vâng. có còn phải giữ cái cái phép cắt bì giống như à. do thái không? Dạ, tức là những người Cho mà không nên phải là là do thái dạ, vâng. trong cả bao nhiêu năm đó một số tông đồ mà cụ thể là phêrô và phaolô đó tranh dạ, vâng. ừ. biện về cái đó cuối cùng phaolô thắt dạ. tức là tức là cái chúa định gọi là tất cái cả dân đó? ngoại không cần phải phép cắt bì cái nữa dạ, vâng. chỉ phải rửa tội thôi nhưng mà trước khi cái phép rửa tội chúa giêsu này, này thì còn có cái phép rửa tội của ông Gioan Tẩy Giả đó. Yeah. Cái phép đó, đó thì cũng lấy nước rửa. Nhưng mà khác với phép rửa của Chúa Giêsu. xu yeah, và... Lúc đó là chỉ như là thống hối xong rồi để đón nhận ơn Chúa thôi. Yeah, và... Đón nhận một cách nó nó chung 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 chung, chung vậy thôi. Yeah. Nhưng mà Chúa Giêsu dùng cái phép rửa của Ngài là Chúa Thánh Thần đó. Yeah. Từ khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tội dưới sông Giorano đó, yeah. thì có chúa thánh thần ngự trên đầu, Đấy. thế thì khi mà chúa ra, ra, ra lệnh cho các tông đồ đi giảng đạo đó, là một trong những cái điều là phải rửa tội cho muôn dân, vâng. nhân danh cha và con và thánh thần để được tha tội và để được chính thức gia nhập gia đình giáo hội chúa ấy, yeah, vâng. thì cái cái điều đó tất cả những cái nhóm mà gọi là tách biệt ra khỏi công giáo đó, bắt đầu là chính thống này. Sau so đến uh, Tin lành, sau so đến Anh giáo đều vẫn phải giữ cả. Yeah, vẫn phải giữ cả. Tức là vẫn giữ cái cái phép rửa tội đó. vẫn yeah. giữ phép rửa tội được cả mà cái câu hỏi nó liên quan đến chúng ta hôm nay á thì tại sao không để cho nó lớn hoặc là 7 hoặc là 18 hoặc là 21 tuổi? Yeah. Thì tất cả ba cái tôn giáo mà tách khỏi công giáo đó tức là cả ba cái đó cùng được gọi là kỳ tô giáo đó dạ vâng. tại vì cùng cũng cùng, cùng tôn thờ chúa cha đó vậy cả chúa con đó như là coi như là con thiên chúa đó dạ vâng. đều rửa tội từ nhỏ dạ vâng. cái lý do chính là thế này khi mà chúa mời gọi loài người đó, sinh sản con cái để cộng tác để nối tiếp cái việc tạo dựng loài người với chúa đó dạ vâng. để sinh ra con con cái đó thì từ ban đầu chúa muốn là mọi người đều phải chân nhận và tôn thờ một thiên chúa đúng không dạ, vì vâng. sao họ hư đốn rồi có khi cha mẹ lơ là trong việc giáo dục dạ. hoặc là có những đứa nó nó bỏ nó bỏ cái đức tin dạ, tức là không, đức không tin tôi, tôi nói theo đạo cũ đó dạ, vâng. rồi nó dạy nó nó sanh con nó cũng chẳng có cất bì nó cũng chẳng có dạy đạo nữa thì một số rất là đông và coi như là là không có tôn thờ chúa yeah. tôi nói là lịch sử từ ban đầu á yeah, vâng. Thế vì sao bây giờ tôi cũng khi mà giáo hội mang cái 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 lệnh truyền của chúa đến là hãy đi giảng dạy cho muôn dân và làm phép rửa cho họ nhân cha có đánh thần là một cái lệnh yeah. và cái lệnh đó đó yeah. mình ta phải hiểu một cách rất là kỹ càng rằng người cha người mẹ được chúa ban cho cái cái, cái niềm vui được sanh con cái Yeah. giáo dục con cái không phải chỉ cho nó ăn đồ ăn vật chất, uống sữa, ăn bánh yeah. mì mà phải cho nó hưởng cái đồ ăn thiêng liêng nữa. Yeah. Qua cái bí tích rửa tội đó, cái em bé nó dần dần được thấm, nó được thấm và ơn Chúa, yeah. dần dần nó mới hiểu, coi như là tức là cha có ý nói tức là tại vì rửa tội các Xinh em con từ đó. ngay từ lúc nhỏ ừ. để các em nó bắt đầu vâng. nhận được những ơn ơn, ơn, ơn của vâng. Chúa nó ừ. là thế này là mình cứ cứ nói uh, rất là uh, gọi là nôm na như Việt Nam đó là dạy con từ thuở còn thơ đó ừ. thấy không ừ. yeah. hay là tức là cái cách mà chúng ta nếu mà để cho nó tự do đó yeah. nhất là những gia đình sống ở những nơi mà có nhiều trẻ nó hư đó ừ. Ừ thì nó bắt trước những trẻ hư đó, rồi về sau con nói về đạo nó cũng không nghe đó, dạ, thì vâng. lấy đâu mà rửa tội? Dạ, thế vâng. bây giờ mình uh, sau cái rửa tội đó là chúng ta còn có năm sáu cái bí tích khác, dạ, nó vâng. nó nó được uh, nó nó được đón nhận cái bí tích khác để dạ, cái vâng. cái đời sống thiêng liêng ân sủng dạ, ở trong đó, nó nó lớn mạnh lên. Dạ, vâng. Thì như thế đó nó mới là đầy đủ một nửa là về vật chất này, dạ. cơm áo này. Ừ. một nữa về tinh thần đấy là rất là cái bổn phận của cha mẹ nó là như thế à. chứ nếu thành ra mà... thưa cha như ừ. vậy cha giải thích tức là ừ. à, tại vì thường khi mà cái câu hỏi được đặt ra thì người ta hay à, có một cái cái một phần nào đó ừ. à, phê bình giáo hội là đem à, đến như ép, ép nó, ép, nó ép, rửa cả. tội ừ. tại vì nó không có biết gì mà nó tin ừ. nhưng mà cha vừa giải thích tức là qua ừ. cái cái Uh, bí tích rửa tội ngay từ lúc nhỏ ừ. tức là ơn Chúa đã giúp ừ. cho các em như vậy thì trong cái cái bí tích uh, nghi thức mà bí tích rửa tội chữa em thì cái phần mà tạm gọi là tuyên xưng đức tin đó ừ. thì thì giáo hội người mình người đỡ đầu như thế nào người đỡ đầu sẽ thay em yeah, và vâng. khi nó lớn nó dần dần người đỡ đầu nó cũng nhắc nhắc, yeah, nhở. nhắc nhở thì yeah. cái đứa yeah. em nó nó đại khái như là cái chuyện mà được dưỡng dục á yeah. cả đời cả đạo đó thì đó là cái cái buồn phận nó gọi là song song yeah. Thấy không? nếu mà chúng ta chỉ nuôi cho nó béo ấy, right. <laughs> về yeah. về về thân xác á mà kệ mày hồn yeah. mày thế nào kệ mày đó thì rất là nguy hiểm yeah. 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 À, thế gian ma quỷ bạn bè xấu nó sẽ lôi kéo nó, nó hơi đâu mà nó đi đi xâm lễ yeah. hơi đâu mà nó đọc kinh nó nó có biết gì mà ơn chúa yeah. Yeah. nhất yeah. là đến cái những cái tuổi mà tạm gọi là nó nó thích ngang ngược á yeah. yeah. thì tôi cái hai ví dụ đi xem xin đây sướng hơn chứ đi xem là thờ vậy đó. dạ vâng. tôi vậy ví dụ vậy. vậy đó. thành ra cái câu giải thích ừ. của cha như vậy ừ. giúp giúp cho cho ừ. cũng có thể hiểu thêm tức là ừ. cái vấn đề là ơn Chúa là luôn luôn sẵn ừ. sàng đổi xuống trên trên vâng. trên chúng ta chứ không đó. phải đợi cho tới lúc vâng, chúng vâng. ta đó, 18 đó. hay là 21 mươi đó, 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 thí dụ như thế này đi cứ cho như là thường thường chúng ta nói là 7 tuổi á. dạ. nó mới có cái cái tuổi khôn là Đức Giáo Hoàng phiêu mời cho các em bắt lần đầu tiên được bảy tuổi được rước lễ đó. Dạ thế nhưng mà kể cả những cái năm tháng trước đó, đó anh cứ tưởng tượng đi 3, bốn năm tuổi nhưng khi anh cũng đã thấy anh đã thích đi xem lễ thế thế này thích 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 thi dạ rồi lắm. nó làm một cái gì giống như cái cây non đó mà, được uốn nắn, dạ. dạ. theo đó, đó là một cái và 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 cái anh thấy không? khi mà chúng ta đi học giáo lý hôn nhân, đó, dạ. cái mục đích của hôn nhân đó là ngoài cái chuyện mà nâng đỡ nhau tinh thần vật chất ấy, là còn phải có cái mục gọi là sinh sản con cái Đấy. và giáo dục chúng theo <laughs> theo Chúa Kitô và giáo hội dạy cơ. Dạ vâng. Đó, chứ cần chứ lấy nhau nếu mà chỉ để sung sướng hay là đẻ con cho dạ. nó vui thì thì thiếu. Dạ, thiếu vâng. Đó. Dạ vâng. Cái giáo dạ, lý vâng, là như vâng, vậy. Dạ vâng. Tiện tra mới mới nhắc thì vấn đề là là giáo dục uh, con cái xuống đạo. Thì bây giờ có một cái câu hỏi nữa là. Uh, nó cũng cũng liên hệ tới vấn đề đó tức là trong vấn đề đào tạo đức tin cho đấy, các em đấy, đấy, ấy, đấy. thì bây giờ nhất là cuộc sống ở xã hội bây giờ và ừ. ở tại Hoa Kỳ này hải ngoại và có nghĩ chắc Việt Nam thì cũng 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 vậy tức là bố mẹ có khi hai người đều phải phải cho dạy giáo là... lý vâng dạ, quá bận rộn ừ. thì nhiều bố mẹ cũng cũng có thể là lơ là có... ừ. thời giờ dạ vâng thì thì cha thì giáo xứ là, là có xả. những cái ban dạy giáo lý dạ vâng À bên Mỹ bây giờ đó hồi xưa <laughs> nó gọi là là những cái lớp uh, gọi là catechism dầm đại khái giáo lý dạ, bây vâng. giờ nó gọi là faith formation, dạ, huấn luyện và và nuôi dưỡng đức tin hay lắm anh ạ, dạ, vâng. rất là hay, dạ. tại vì trẻ con đó, nó như như một tờ giấy trắng, đó. Dạ. nó lớn lên mà nếu mà nó được nghe nói về Chúa, nói về ơn thánh, nói về tình yêu của Thiên Chúa nói về cái cái giáo lý của Chúa Giêsu đó thì nó nó cứ thấm dần. Em yeah. thấy không? Em yeah. mà một trong những cái điều đó, tôi không dám nói tới là là hầu hết tất cả nhưng mà cái trẻ em mà nó hư đó, nó 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 cao bồ du đãng hay là yeah. nó nó đi trộm cướp đó, thì là một phần rất quan trọng là bố mẹ thiếu giáo dục yeah. thiếu giáo dục đầy đủ cho con cái đấy. đấy đây 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 yeah, vâng. đấy là cho nên là Đúng. dù có đến nhà trường hay là có đến lớp giáo lý đi nữa, nhưng mà cái 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 phần chính vẫn là bố mẹ. Đúng. Bố mẹ phải làm gương, phải hướng dẫn, phải cầu Đúng. nguyện cho các con. Đúng. Đó là cái mình không thể lấy lẽ là bận quá, không Đúng. bao giờ nói cho các con về Chúa, về ơn thánh, Đúng. về thiên đàng được. Bố Đúng. mẹ là cái phần chính thấy không? Yeah. Đã, đã đành là, là phải đến lớp giáo lý thế nọ thế kia nó mới thế nó mới gọi là có 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 có, có nguyên tắc có có yeah. hệ thống đúng lắm nhưng mà cha mẹ đó cho ừ. nên đây cũng là một cái cái chuyện cái câu trả lời tại yeah. sao phải rửa tội cho cho các em sớm yeah. rồi thứ hai nữa em thấy không có những cái trường hợp bố mẹ đó mà bố mẹ nhiều khi cũng đạo đức loằng xoàng lắm ừ rồi giáo hội đòi phải có một người đỡ đầu ừ. yeah. và trong cái chuyện đỡ đầu trong lúc rửa tội đấy, rửa tội nhạc. đó yeah, vâng. trong trong cái điều kiện đó thì cái vị linh mục quyết định rửa tội cho em đó, đó phải thấy một cách gọi là không phải như là giống như là toán học nhưng mà phải thấy cái em bé này sẽ có cái khả năng được giáo dục Kitô giáo yeah, vâng. chứ nếu thấy rằng ô oh, tôi rửa tội cho em bé này nhưng mà 99% nay mai nó sẽ không được học giáo lý nó không được nó không được hướng dẫn về đạo yeah, thì không có rửa thầy nha có nghĩ sau ừ. này hình như trong các ừ. giáo sứ cũng ừ. yêu cầu là cha mẹ đỡ đầu phải có tham dự một cái một cái lớp, lớp học gì đấy, nhưng cái này. chuyện đó nó nó cũng chỉ là nhắc cái bổn phận gọi là đại khái như là tổng quát thôi yeah, mà. nhưng mà thật ra là phải suốt đời ít nhất là cho đến khi nó lớn nó trưởng thành cái người đỡ đầu đó, đó yeah. là phải là theo dõi có cái bổn phận theo dõi cái lòng đạo cái đức tin của em bé yeah, nhưng mà tôi cũng nói lại thế này là tôi ví dụ này ví dụ như là một, một bà mẹ nhé yeah. công giáo gốc đó. rồi đi cưới một người không công giáo đi yeah. có thể cái người đó gọi là lơ là với đạo chúa đi mà cũng có thể có cái người không thích à. rồi như là không dám nói chữ ghét nhưng mà có chịu lắm, thế thì vị linh mục nó phải xét xem trong cái cái tương lai đó, cái đứa con đó xin được rửa tội đó, ừ. nó có hy vọng được được học giáo lý không? Ừ. Ừ. Chứ mà nếu mà mình tin rằng rồi năm bảy năm nữa đó, nó sẽ đi tận phương trời nào rồi không có ai chắc hầu chắc là không có ai giúp nó học giáo lý đấy, thì không có rửa tội. Ồ, có vậy. nghĩa là cái, cái cái thiếu sót bổn phận của bố mẹ đó yeah, vâng. nhưng mà nếu mà mình thấy có cái hy vọng là ok được rồi yeah, vâng. Vâng. thành ra trong những trường hợp đó có khi phải hứa phải một hứa, bên phải, phải hứa, hứa. Yeah. nhất là có người đỡ đầu nữa theo dõi yeah, yeah. thì đỡ nhất vâng. Yeah, vâng. thì chúa giêsu Sư... tôi xin phép nói và cái cái lần chúa giêsu Sư... <laughs> <laughs> dùng những cái, cái chữ nó hơi nặng có một lần mới đây này um, phúc âm vừa rồi chúa nói chứ thử cái đức tin của cái bà gì xin cho đứa con đó. Dạ, dạ, dạ vâng. Đó là. Đề, đề, cái Mà gì đó là đề... không phải là người. Đề, à, à, cho, cho nên là thái, không dạ. có như là cái kiểu như chó đó. Dạ. ghê quá. Dạ vâng. Để thử đức tin đó. Thế về trong cái chuyện rửa tội này cũng thế này. Chúa bảo đừng vất cái viên ngọc quý cho loài heo. Dạ. Mình cứ lấy ví dụ đi. Cái ơn phúc của đức tin qua bí tích rửa tội nó như là một cái viên ngọc quý đó. Dạ vâng. Bây giờ mình cái dục đại cho bố mẹ chả có tha thiết gì đến chúa dạ, đến đúng. bà cả, rồi không có tương lai gọi là không có hy vọng gì mà sẽ cho đứa con nó nó theo chúa, theo chúa. nó học giáo lý đó thì rửa tội cũng bằng không. Dạ vâng. đấy thành ra như cái cái đề tài hôm nay tức là giáo hội khuyến khích và là Cha mẹ nên rửa tội uh, uh, các, các con cái lúc nó còn nhỏ. Nhưng mà có những trường hợp mà nếu mà trong cái hoàn cảnh mà không có ai có thể bảo đảm và giúp cho con bảo em... đảm trăm phần trăm theo cái kiểu thì, yeah. như là về về, về về pháp pháp luật thì không không, không dám. Cần, và... Nhưng mà nó gọi là thứ mỹ nó gọi là virtually đó. vâng. mình nghĩ, nghĩ rằng mình tin rằng có hy vọng nó sẽ học thì ok. Thì thôi. Dạ yeah, vâng, yeah. vâng. Cảm ơn cha. Ừ. kính thưa quý khán thính giả cảm ơn sự theo dõi của quý vị à, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và mong được gặp lại quý vị trong chương trình lần tới có xin cha gửi lời chào kính chào à. quý vị cảm ơn quý vị đã theo dõi và cảm ơn anh định